Quý vị đang quay trở lại với bản tin tối ngày 14 tháng 10 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận đã khánh thành nhà xưởng tiêu chuẩn cao tầng nhất trong khu chế xuất Tân Thuận. Đây cũng là nhà xưởng cao tầng đầu tiên được đưa vào khai thác trong số 5 địa điểm khu công nghiệp, khu chế xuất được thành phố Hồ Chí Minh chọn thí điểm xây dựng phát triển nhà xưởng cao tầng. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận, nhà xưởng cao tầng tiêu chuẩn trong khu chế xuất có thiết kế gồm 8 tầng lầu và 1 tầng hầm với diện tích sàn xây dựng gần 18.000 m2, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, tích hợp đầy đủ các tiện nghi như thang máy, nhà để xe, trạm điện và máy phát điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, kết cấu vững chắc phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ lẫn công nghiệp nặng. Đầu tư cái nhà xưởng cao tầng này là cái xuất phát từ cái thực tiễn của khu chế xuất. Hiện nay là đất đai trong khu chế xuất là không còn nhiều nữa. Và cái thứ hai nữa đó là nhu cầu của các nhà đầu tư là muốn có những cái nhà xưởng sẵn để có thể triển khai ngay vào sản xuất khi người ta đầu tư vào khu chế xuất này. Đó là một cái lý do mà nó thúc đẩy chúng tôi phải làm sao để mà nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất, đồng thời là phải thu hút đầu tư ngay các nhà đầu tư. Cái điều này nó cũng phù hợp với cái chủ trương của thành phố là khuyến khích các cái doanh nghiệp hạ tầng nên đầu tư nhà xưởng cao tầng để phát huy cái hiệu quả, cái nhất là cái nguồn lực đất đai của thành phố có hạn. Cái thứ hai nữa là nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào thành phố nhưng mà lại thiếu những cái cơ sở có sẵn để có thể là coi như đáp ứng ngay. Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình nhà xưởng cao tầng phù hợp với xu hướng đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Mô hình này cũng giúp tiết kiệm tài nguyên đất, tăng hiệu quả sử dụng đất trong khu công nghiệp. Do đó, thành phố hiện nay đang cho phép triển khai thí điểm nhà xưởng cao tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất như Tân Thuận, Đông Nam, Linh Trung và khu công nghệ cao. Đại diện khu chế xuất Tân Thuận cũng cho biết, dù mới khánh thành nhưng toàn bộ diện tích nhà xưởng tiêu chuẩn đường Tân Thuận đã được công ty Furukawa Automotive Park của Nhật Bản đang hoạt động tại khu chế xuất Tân Thuận đăng ký thuê. Dự kiến đầu năm 2016, công ty Tân Thuận sẽ khởi công xây dựng nhà xưởng thứ hai có quy mô tương tự trong khu chế xuất. Xác nhận có hiện tượng dùng chất vàng ô trong chăn nuôi để tạo màu đẹp cho thịt gà nhưng chưa có cơ chế xử lý, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 Bộ Công an đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần sớm đưa chất này vào danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi. Cục Chăn nuôi cũng cho biết chất vàng ô là chất tạo màu nhập từ nước ngoài, được dùng để nhuộm màu vải sợi và làm ve tường trong xây dựng. Tuy nhiên, thời gian qua, chất này lại được một số nông hộ trộn vào thức ăn cho gà để tạo màu vàng tươi hấp dẫn cho thịt gà, vì chất này hầu như không bị giải trừ trong quá trình sinh trưởng của vật nuôi. Do đó, C49 đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm đưa chất này vào danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi để có cơ sở xử lý khi phát hiện ra tình trạng trên. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ miễn tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư thực hiện cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia vào những dự án dạng này. Trong dự thảo nghị định về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, Bộ Xây dựng đang dự kiến cho phép doanh nghiệp thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất nếu có đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao, kể cả phần diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ trong phạm vi dự án. Quy định này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, giúp cải thiện môi trường sống dân cư cũng như góp phần vào chỉnh trang đô thị. Hiện nay các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ còn kém hấp dẫn với các chủ đầu tư vì hầu hết phải tự huy động nguồn vốn lớn mà không được vay ưu đãi. Đồng thời chủ đầu tư còn phải chi một khoản kinh phí không nhỏ để bố trí tái định cư, tạm cư. Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm thì dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam tăng khá mạnh. Cũng trong thời gian này có thêm một số trường hợp khiến dư luận quan tâm là việc nhiều cá nhân nước ngoài ẩn danh và mượn tên người Việt Nam để mua bất động sản tại một số khu vực được cho là nhạy cảm như đã xảy ra tại Đà Nẵng. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc điều hành Savills Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông có ý kiến gì về dòng vốn FDI đang đổ vào bất động sản Việt Nam lúc này? Tính chất có gì khác so với thời điểm năm 2008-2009? Tôi cho rằng bất động sản Việt Nam đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vì Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Thị trường bất động sản Việt Nam đang chạm đáy trong khi các thị trường khác trong khu vực đang ở trên đỉnh của chu kỳ tăng trưởng.
và sẽ bắt đầu một chu kỳ giảm giá trong vài năm tới. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận ở Việt Nam đang rất hấp dẫn khi so sánh với các nước khác trong khu vực. Cụ thể, khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các tài sản đang hoạt động tại Việt Nam sẽ có tỷ suất lợi nhuận từ 7% đến 12% so với các nước khác trong khu vực. Đây là tỷ lệ khá cao và hấp dẫn. Đặc biệt là khi chúng ta đang ở đáy của chu kỳ giảm giá, nhà đầu tư có thể kỳ vọng tỷ lệ này tăng lên trong vài năm tới. Nhìn chung, Việt Nam đang trở thành điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa ông, một vấn đề khác đang được nhiều người quan tâm là dòng tiền từ nước ngoài của một số cá nhân ẩn danh mua một lượng lớn bất động sản tại khu vực được cho là nhạy cảm. Liệu có sự đáng lo ngại nào ở đây đối với thị trường không thưa ông? Hiện chúng tôi chưa có thông tin về một lượng vốn lớn đầu tư tại Việt Nam từ các cá nhân nước ngoài cho đến thời điểm này. Số lượng giao dịch từ cá nhân cho đến giờ không đáng kể. Chúng tôi cho rằng nếu có, đây là những giao dịch lành mạnh về lâu dài và khiến thị trường đa dạng hơn. Riêng về vấn đề nhà đầu tư nước ngoài mua bất động sản tại khu vực được cho là nhạy cảm thì tôi không rõ. Nhưng nếu có xảy ra và tại nơi nhạy cảm thì tôi nghĩ các nhà quản lý sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu các dòng vốn nước ngoài không mang tính đầu cơ và nếu họ có tầm nhìn dài hạn về phát triển thì nó nên được coi là lành mạnh. Thưa ông, tại một số thị trường như là Anh, Singapore hay là Úc đã có một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, mua nhà ồ ạt khiến cho giá nhà tăng mạnh. Chính phủ các nước này đã có một số biện pháp như là đánh thuế cao hơn hoặc là áp dụng các biện pháp hành chính để hạn chế. Liệu Việt Nam có nên thiết lập các hàng rào tương tự nếu như có dấu hiệu các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài làm ảnh hưởng lớn đến thị trường? Như đã đề cập, số lượng giao dịch từ các nhà đầu tư nước ngoài chính thức hiện vẫn còn rất thấp tại Việt Nam, đặc biệt là nếu so sánh với các nước như cô vừa đề cập. Đúng là tại các nước như Anh, Singapore hay Úc đang có một lượng giao dịch bất động sản rất lớn trên các phân khúc khác nhau, nên chính phủ các nước này đã áp dụng các biện pháp để khống chế và làm giảm nhiệt từ các dòng vốn nước ngoài. Và cái biện pháp này đã tỏ ra có hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy cách làm ở đây là cái chính sách này không áp dụng riêng cho một dòng vốn từ nước nào mà áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài. Cảm ơn ông. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đàm phán thành công. Việt Nam được cho là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ ngành dệt may với thế mạnh sẵn có. Tuy nhiên, việc đón đầu cơ hội đến từ TPP cũng tiềm ẩn không ít thách thức, trong đó môi trường là một trong những vấn đề cần được cân nhắc. Đón xem dệt may Việt Nam đón đầu TPP đi kèm bài toán môi trường. Vừa rồi quý vị đã theo dõi những hình ảnh vui nhộn kết hợp giữa việc tạo hình bánh kem và kỹ thuật quay phim stop motion. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Alexandra Dubos. Quay lại với bản tin FBNC, thưa quý vị, sáng nay lễ khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 11 về máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Woodworking Industry 2015 do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại phối hợp với Công ty Triển lãm Quốc tế Trần Trào và Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiếp thị Yorkers tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm quốc tế về máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ được tổ chức 2 năm một lần. So với lần tổ chức thứ 10, triển lãm lần này có quy mô và diện tích lớn hơn. Cụ thể, năm nay có 500 gian hàng, tăng 125 gian so với lần tổ chức trước. Quy mô diện tích năm nay cũng tăng 20% so với lần triển lãm trước, hiện là 13.500m². Tại đây, các doanh nghiệp tham gia đã trưng bày các loại máy móc cho ngành sản xuất gỗ sẻ, ván lạn, dăm. Bên cạnh đó còn giới thiệu các nguyên vật liệu, công nghệ phục vụ cho nhu cầu cải tiến sản xuất các doanh nghiệp gỗ. Cái việc gia công chế biến đồ gỗ, ngoài những cái loại gỗ như phổ biến như là gỗ white oak, ash, cherry, maple, cái loại hàng rất là quen thuộc ở thị trường thế giới đến cung cấp cho các khách hàng tại đây, thì ở triển lãm này đơn vị của tôi còn giới thiệu veneer và những cái sản phẩm gia công dán veneer là một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái quá trình sản xuất đồ gỗ. Đây là môi trường để các doanh nghiệp được giao lưu tiếp cận khách hàng, từ đó tăng cường mối quan hệ kinh doanh để có hướng phát triển mới cho doanh nghiệp mình. Duy trì và phát triển công ty thì bằng cách là chúng tôi đã chế tạo và nội địa hóa theo tỷ lệ cao hơn cái dòng máy chế biến gỗ ở Việt Nam. Một trong những cái tiêu chí của chúng tôi là hạn chế nhập khẩu và nội địa hóa, thì làm mục đích là giảm giá thành và phục vụ cho khách hàng với những cái công nghệ mới nhất, hiện đại nhất mà với cái giá thành thấp nhất.
Như vậy, doanh nghiệp gỗ đã sớm có kiến thức và tìm hướng đi riêng cho mình để khẳng định thương hiệu trước sự cạnh tranh của thềm hội nhập. Hơn 500 khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Hưng Phúc Happy Residence. Tại sự kiện, thì chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã đưa ra thị trường 142 căn hộ thuộc tòa nhà A. Chỉ sau 45 phút, thì 99% sản phẩm đã được khách hàng đặt quyền giữ chỗ. Lễ giới thiệu dự án Hưng Phúc Happy Residence thu hút rất đông khách hàng trẻ với mong muốn sở hữu căn hộ tại đô thị Phú Mỹ Hưng. Tiếp theo là đối tượng khách hàng mua để đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 60 khách là người nước ngoài. Do số lượng khách hàng có nhu cầu nhiều hơn số lượng sản phẩm được đưa ra thị trường đợt này, nên nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì chưa thể sở hữu được căn hộ như ý muốn và quyết tâm chờ đợi đợt công bố tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì sức nóng của Hưng Phúc Happy Residence phải có lý do nhất định. Đó là sự đáp ứng đúng nhu cầu nhà ở chất lượng cao của khách hàng, đồng thời là một kênh đầu tư hấp dẫn. Hôm nay tới đây với gia đình là cũng có chọn được một căn hộ. Thì theo như ý kiến của gia đình là em muốn là có một cái không gian thoáng. Thứ nhất là không gian thoáng, thứ hai là diện tích mà xây thì nó ít. Rồi còn và diện tích cây xanh với lại công viên thì nó rất là nhiều, cho nên thì thấy cái dự án này rất là hay. Cái thứ hai nữa là cái môi trường sống xung quanh nó rất là an toàn, không có tai nạn nhiều. Cái không khí nó cũng ít đỡ ồn ào, rồi nó cũng trong lành. Mọi người xung quanh đều rất là hiền hòa, thoải mái. Cũng trong sự kiện này, nhiều quà tặng từ Phú Mỹ Hưng và các đối tác như Vietcombank, Sacombank, Eximbank, VIB và Ericsson đã được gửi tặng đến khách hàng thông qua các hình thức quay số trúng thưởng iPhone 6S, máy tính bảng Samsung, TV Panasonic, v.v. cùng nhiều gói lãi suất vay ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua dự án Hưng Phúc Residence. Đợt công bố tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2015 với tòa nhà B. Hàng ngàn người hâm mộ đã đổ ra đường phố Chicago để ăn mừng sau khi đội bóng chày Chicago Cubs lần đầu tiên giành được chiếc vé vào National League Championship với chiến thắng trước đội St. Louis Cardinals tại sân vận động Wrigley Field vào hôm qua ngày 13 tháng 10. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm Chicago Cubs bước chân lại vào giải đấu lớn quốc gia. Họ sẽ phải chờ trận đấu giữa New York Mets và Los Angeles Dodgers để biết được ai là đối thủ của mình vào trận đấu kế tiếp ở cuối tuần này. Vào thứ Bảy cuối tuần này, các chàng kỵ binh xứ Wales sẽ phải đối mặt với Nam Phi ở trận cuối cùng trong vòng tứ kết giải bóng bầu dục thế giới. Trước đối thủ đã từng hai lần vô địch thế giới, cùng với việc các cầu thủ chủ chốt của mình đang bị chấn thương, thế nhưng huấn luyện viên Rob Howley của đội Wales vẫn tự tin rằng chiến thuật mới của ông hoàn toàn sẵn sàng để hạ bệ Nam Phi. Sau màn thua ngỡ ngàng trước Nhật Bản ở đầu mùa giải, Nam Phi đang chứng tỏ lại sức mạnh của một nhà vô địch bằng một cuộc càn quét liên tục đánh bại Samoa, Scotland và Mỹ ở các trận đấu trước. Các fan hâm mộ ngồi chật kín khán đài sân vận động và không ngừng reo hò phấn khích trong buổi giao lưu của các cầu thủ từ hai đội bóng nổi tiếng của NBA là Los Angeles Clippers và Hornets Challenge tại Thượng Hải. Đây là một trong những chương trình nhằm chuẩn bị cho giải đấu NBA toàn cầu được tổ chức tại Trung Quốc năm nay. Các cầu thủ từ hai đội đã chiều lòng và làm thỏa mãn khán giả bằng những màn biểu diễn ném bóng điệu nghệ và điều luyện. Vào cuối tuần trước, Charlotte Hornets đã đánh bại Los Angeles Clippers với tỷ số chung cuộc 106-94 trong trận đấu tiền mùa giải đầu tiên của họ ở thành phố miền Nam thẩm quyến của Trung Quốc. Hạt giống thứ ba thế giới và hiện đang là đương kim vô địch Roger Federer đã để thua bất ngờ trước vòng thứ hai tại giải quần vợt nhà nghề Thượng Hải vào hôm qua, ngày 13 tháng 10, trước tay vợt Tây Ban Nha Albert Ramos Vinolas với tỷ số 7-6, 2-6 và 6-3. Kết quả gây bất ngờ hoàn toàn cho giới bình luận khi các dự đoán trước đó đều cho rằng Federer sẽ không quá khó khăn để hạ Ramos Vinolas. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gặp Joao Wilfried Tsonga hoặc Vít. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với các tin tức thế giới đáng chú ý sau. Chứng khoán thế giới lại rung lắc vì kinh tế Trung Quốc. Đắm tàu chở bò và dầu khiến xác hàng ngàn con bò phân hủy gây ô nhiễm khu vực bờ biển phía Bắc Brazil.